Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại chúng tôi đang có mặt trước không gian từ đường Dư Tộc tại Quế Võ, Bắc Ninh để chuẩn bị cho buổi ghi hình bộ thờ Men Lam cao cấp mà Cương Duyên Vinh Hạnh được chế tác theo yêu cầu của anh Tuấn, một người con của dòng họ. Không gian nhà thờ đang trong quá trình hoàn thiện và có rất nhiều các chi tiết kiến trúc ấn tượng như phù điêu bằng đá, bể cá koi bao quanh phía trước. Và ngay phía trước nhà thờ thì chúng ta có thể nhìn thấy một tấm bia đá mô tả chi tiết về quá trình khởi công xây dựng. Hãy cùng chúng tôi khám phá không gian xung quanh nhà thờ trước khi tiến vào bên trong các bạn nhé. Không gian nhà thờ được dẫn lối bởi một con đường nhỏ với hàng cây và thảm cỏ chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên cảm giác tươi mát và gần gũi với thiên nhiên. Chẳng vậy mà ở đây thì các bạn có thể thấy rất nhiều những chú bướm trắng tụ hội về. Một ngày có thời tiết mát mẻ như hôm nay thì dạo quanh khuôn viên nhà thờ, chúng ta sẽ cảm thấy tâm hồn mình trở nên thư thái và nhẹ nhàng với những khóm trúc bụi chuối dân dã, hương hoa mộc thơm mát và bình yên. Mặc dù là nhà thờ đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng đây chắc chắn sẽ là một điểm ghi hình rất tuyệt vời với không gian nhà gỗ đậm chất Bắc Bộ tại Bắc Ninh. Và hiện tại các thành viên của Cương Duyên đã dâng lễ xong và xin phép được dựng các thiết bị ghi hình để có thể chuẩn bị cho buổi quay bộ thờ cao cấp tại từ đường Dư Tộc. Sắc xuân vẫn hiện hữu nơi đây với cảnh lê xanh mướt và sắc huyện trắng thơm mát thanh tịnh vô cùng. Ngày hôm nay thì không gian ban thờ bên trong từ đường được trang hoàng rất lung linh và rực rỡ. Một sự kết hợp ăn ý tuyệt vời giữa bộ thờ men lam cao cấp họa tiết hoa dây bảo tiên của Cương Duyên và những chi tiết kiến trúc bằng gỗ vô cùng cầu kỳ ấn tượng. Đây chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ nhân làng gốm cổ truyền Bát Tràng và nghệ nhân làng nghề mộc cổ truyền Tràng Sơn. Và Cương Duyên xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến anh Tuấn, chủ đầu tư của công trình đã cho chúng tôi có cơ hội được ghi hình và phỏng vấn. Hãy cùng chờ đợi video thành phẩm review chi tiết bộ thờ men lam cao cấp của Cương Duyên đặc chế dành riêng cho không gian từ đường mọi người nhé. Đừng quên kết nối với chúng tôi qua các kênh thông tin chính thức dưới đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.